Bộ Ngoại giao thông tin tình hình diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chiều ngày 7 tháng 7, tại cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao, phóng viên Dân Trí đặt câu hỏi, đề nghị Bộ Ngoại giao thông tin chi tiết về tình hình hai công dân Việt Nam được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang bị cơ quan chức năng Tây Ban Nha điều tra có buộc xâm hại tình dục phía tây ban nha đã có thông báo chính thức nào với việt nam và công tác bảo hộ công dân với trường hợp này ra sao trả lời câu hỏi trên người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị hoàng cho biết đại sứ quán việt nam và tây ban nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát tây ban nha đại sứ quán đã khẩn trương bước đầu triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Người phát ngôn cho biết, ngày 1 tháng 7, Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin Đại sứ quán Việt Nam và Tây Ban Nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát Tây Ban Nha và khẩn trương triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân. Theo bà Hằng, hiện nay Đại sứ quán Việt Nam và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ, phục vụ điều tra vụ án. Hiện công dân nói trên sức khỏe bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định, bà Hằng cho hay cũng theo người phát ngôn Bộ ngoại giao, thông tin về vụ việc cũng như những việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được Bộ ngoại giao cung cấp theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trước đó, cảnh sát đảo Malacca Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Tây Ban Nha tối ngày 1 tháng 7 cho biết hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngày 5 tháng 7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Huy Anh chưa bị truy tố, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý về việc hai nghệ sĩ này đi nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, bộ đã phân cấp và không có đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền đặc lợi, tất cả được xử lý theo đúng luật, bất cứ ai phạm luật đều bị kỷ luật theo luật cán bộ công chức và luật viên chức đã ban hành. Ông đồng...